Nghệ sĩ Mạc Khang đau đớn nhận tin dữ, tiết lộ tình trạng hiện tại khiến cộng đồng mạng không khỏi rơi nước mắt. Nghệ sĩ Mạc Khang được khán giả biết đến rộng rãi qua những vai diễn dành cho trẻ thơ. Dù có nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, nhưng cuộc sống tuổi già hiện tại của ông lại khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mới đây, báo Dân Trí vừa cập nhật thông tin về nghệ sĩ Mạc Khang khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Hiện tại, sức khỏe của ông không ổn định do tuổi già, bệnh tật cũng triền miên. Đến nay, ông chỉ ngồi một chỗ, hạn chế đi lại và cần điểm tựa mới có thể di chuyển. Con gái Út là người chăm nom cho ông. Cách đây 1-2 ngày, cô lại kéo mua đồ dùng cá nhân và nấu nướng cho bố. Nghệ sĩ Mạc Khang cũng nghẹn ngào tiết lộ thông tin vợ mình đã ra đi. Ông chia sẻ với Dân Trí. Bà ấy mất rồi, mất cách đây vài tháng. Lúc đó tôi không biết, hôm 3 tháng 9 con gái út của tôi mới nói má mất rồi. Có một đợt, vợ tôi ngồi ở góc nhà, ngước đầu lên trần rồi nói không thở được. Đến khi vô bệnh viện thì phải thở máy, bà ấy mất lúc nào cũng không ai cho tôi hay, giờ tôi mới biết. Vợ chồng nghệ sĩ Mạc Khang từng có giai đoạn chia tay nhưng đã tái hợp nhờ sự giúp đỡ của em gái. Những tưởng sẽ có người bầu bạn tuổi già, đôi vợ chồng cũng thay nhau nhập viện cho đến khi bà lìa đời. Được biết cả hai sinh được 3 người con, trong đó một con trai của cả hai đã sớm ra đi. Sự ra đi của vợ khiến ông không khỏi bùi ngùi. Hèn chi bà ấy không về nhà cũng không hỏi thăm tôi. Lần nào tôi hỏi má đâu con gái tôi cũng bảo má chưa hết bệnh. Nó cứ nói suốt như vậy. Hôm qua nó mới nói sự thật. Lúc nghe kể mặt tôi tỉnh queo vì không tin đó là sự thật. Theo thông tin, vợ nghệ sĩ Mạc Khang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cả nhà giấu nam nghệ sĩ vì sợ ông buồn và suy sụp, không thể vượt qua cú sốc. Dù biết tin vợ mình đã qua đời, Mạc Khang cũng không có ý định về sống với em gái như trước đây vì sợ trở thành gánh nặng của em khi phải chăm sóc hai người anh bệnh tật. Đến giờ bệnh tật khiến ông không thể tiếp tục làm nghệ thuật, dù vậy Mạc Khang vẫn luôn lạc quan và vui vẻ trong cuộc sống. Nam nghệ sĩ vẫn được rất nhiều nghệ sĩ quan tâm và giúp đỡ như MC Trấn Thành, Trịnh Kim Chi, Quyền Linh.